bí ẩn ngôi mộ chôn đứng và nhục thân không phân hủy của sư tổ đạo dừa năm 1988 ông đạo dừa tiên chi được thời khắc định mệnh của bản thân nên ông đã lệnh cho các đệ tử của mình xây lăng mộ cho ông ngay trên phần đất của cha mẹ để lại hai năm sau ông sẽ chết di nguyện của ông là ông nếu chết đứng thì chôn nằm nếu chết nằm thì chôn đứng năm 1990 là tiên chi của ông ứng nghiệm ông tạ thế thật và được lệm vào hòm. Hòm chôn các ông cũng được tạo tác độc đáo, mô phỏng hình dáng một chiếc tháp ba cạnh và ông sư tổ đạo dừa được chôn dựng đứng trong chiếc tháp ba cạnh này. Theo ông Nguyễn Thành Hải là em cùng cha khác mẹ với ông Nguyễn Thành Nam thì bên trong hòm không hề bỏ thứ chất ướp nào nhưng vẫn không hề thấy xác ông phân hủy, không bốc mùi hay rỉ nước ra ngoài. Vì gia đình và đệ tử của ông có làm một chiếc ống dẫn nước thông hơi nối từ hòm của ông Đạo dừa ra ngoài để quan sát nhiều wow. người tin rằng điều lạ lùng này là do lối tu dị thường của ông đạo dừa lúc sinh thời nên khi sang thế giới bên kia cũng không tuân theo một cái quy luật sinh học tự nhiên nào hết tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán chưa có một cơ quan đơn vị chức năng nào có một nghiên cứu để có kết luận chính xác và đến nay điều này vẫn là điều kỳ lạ chưa có lời giải không biết cả nhà mình có ai biết hoặc có ý kiến gì về việc này không